Chương trình đọc sách thêm nay, đồng đạo xin thành lòng đọc lời bài Mượn cây đuốc vợ. Bài này Đức Thầy giúp cả nhà thương chợ quán tháng chạp năm Canh Thìn. Thành đồng đạo xin thành lòng đọc lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo đọc chương trình sẽ thêm nay, đồng đạo chúng tôi xin thành lòng đọc bài Cảm Tác. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Ngũ 1942. Đồng đạo xin thành lòng đọc lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi mà ngắm nghĩ chuyện xưa, thánh hiền
biết sao vừa lòng dân. Đêm thân mà gức nợ chẳng, nợ chẳng đâu khéo chẳng nhằn chung ra. Nhìn đời lấy ngài hằng giải ngũ quy tam
sắc không không sắc tánh phàm đổi thay. Chẳng qua tai đất những ngày nên phần xác thực đó đài trần gian. Liệu quê tất nước xa nhà, gia đình chẳng đói còn hạn chi ai. Dòng tâm nguyện đến Phật đài, hiệp cùng chư Phật độ rài chúng sinh. Nên vang một tiếng chuông lâm cho người trong mộng biển minh lẻ. Gầm cuộc thế chẳng qua tuồng mong ao, cuộc chi qua thường giết gấp tài quá. Nghe chuông linh chẳng dứt bể ai, kẻo giặc dục cuốn lôi vào bể. Biển mơ